Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng mùng 2 Tết thứ tư ngày 2 tháng 2 năm 2022. Từ thành phố Yên Bái, Tây Bắc nước Việt Nam. Thưa quý vị, trong vài ngày qua, nước Mỹ và nước Nga rất căng thẳng về vấn đề Ukraine. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, trong phiên họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc gồm 5 thành viên thường trực và 10 thành viên luân phiên. Nước Nga và nước Mỹ đã bùng nổ ra một cuộc đấu khẩu dữ dội. Nước Mỹ đã cáo buộc nước Nga là tạo ra một sự căng thẳng nguy hại đến an ninh thế giới vì sắp sửa xâm lăng nước ukraine trong khi đó thì nước nga nói rằng nước nga không hề có ý định xâm lăng ukraine và nước nga chỉ muốn là có một sự bảo đảm pháp lý nato không nhận nước ukraine là một thành viên để NATO mở rộng biên cương ra phía đông đặt hỏa tiễn ở ngay tại đất Ukraine là biên giới với Nga thì đe dọa an ninh của Nga. Hai bên đấu khẩu kịch liệt thưa quý vị. Trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày thứ hai, coi như là một câu chuyện giữa hai trẻ trâu cãi nhau cãi vã rầm rời rầm đất và hôm thứ sáu tuần trước thưa quý vị thì tổng thống zelensky có gửi ra một tín hiệu đó là dầu có sự căng thẳng gì đi nữa xin tây phương đừng có làm quá ồn ào vì trong thực tế ukraine người dân cảm thấy mọi chuyện có căng thẳng nhưng cũng còn khá bình thường đừng để cho những sự đấu khẩu của thế giới như là của liên âu của nước mỹ với nga tạo ra một sự chấn động làm cho kinh tế của nước ukraine bị suy giảm đó là lo âu của tổng thống zelensky và ông gửi ra điều này trước phiên họp của đại hội đồng liên hợp quốc cũng muốn trấn an rằng nước ukraine có những vấn đề trục trặc khó khăn khi mà nước nga cứ đem quân sát biên giới tạo những áp lực nhưng mà tinh thần chiến đấu của quân đội ukraine vững vàng và trấn an rằng có bất kỳ một sự tấn công nào nước ukraine vẫn có thể tự bảo vệ được mình chứ không thể nào thất thủ nhanh chóng nên người dân ukraine cứ việc làm ăn bình thường. Và vì như vậy thưa quý vị, theo phóng viên của đài CNN và ABC cho biết rằng nước Nga ở tại Đại hội đồng Liên hợp quốc có thể dùng lá phiếu của mình lá phiếu của mình để vận động với nước Trung Quốc phủ quyết tất cả những gì mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể thông qua. Thưa quý vị là vì ngày hôm thứ hai đó, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Mà bây giờ nước Mỹ đang vận động ráo riết là Cần phải thông qua một nghị quyết về Ukraine Nếu mà 15 thành viên mà thông qua Tức là 9 thành viên, chín 9, 9 10 thành viên mà thông qua đó Thì coi như đó là một sự ràng buộc và ngược lại đó thì nước Nga và Trung Quốc cũng có quyền phủ quyết và họ có quyền vận động chính thành viên để phản bác lại nghị quyết của Hội đồng Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ đang vận động ráo riêng Mọi chuyện không có được em xuôi thưa quý vị. Hôm qua vào ngày mùng 1 Tết của Việt Nam, tức là ngày thứ hai, thứ ba xin lỗi thưa quý vị, tức là ngày thứ ba thì uh, ngoại trưởng của Mỹ là ông Anthony Blinken có một cuộc một một cuộc điện đàm qua điện thoại với ngoại trưởng của nga là ông Sergei Lavrov. Hai bên tìm bằng mọi cách có thể xuống thang được hay không? Tìm bằng mọi cách xuống thang được hay không? Nhưng rất khó khăn thưa quý vị vì nước nga có cáo buộc là nato và nước mỹ nói là xuống thang nhưng mà cũng không chịu xuống thang khi mà ngoại trưởng của anh là ông boris johnson lại bay đến nước ukraine để xem xét tình hình đó là một câu chuyện họ cho rằng là chuyện dài nhân dân tự vệ giữa các cường quốc đang đấu khẩu về vấn đề Ukraine như các trẻ trâu chơi trò đánh trận và không có sự kết thúc bây giờ. Thiệt hại nhất vẫn là người dân Ukraine, họ cứ lo âu phập phòng thấp thỏm, không biết khi nào là chiến tranh xảy ra. Ngoại trưởng của Nga ông Sergei Lavrov tố cáo nước Mỹ tạo ra một sự căng thẳng đó. Cứ làm y như là quân đội của nước Mỹ đang chuẩn bị đưa quân tới vùng biển, vùng biên giới ở khu vực Ukraine và Bắc Hải à, gây ra sóng gió đối với nước Nga. Thưa quý vị, điều này thì ông nói thế thôi chứ còn trong thực tế đã có rồi. Vào tuần trước nước Mỹ và khối NATO đã chuyển rất là nhiều quân nhân của họ đến trong sát gần biên giới của Ukraine và nói rằng là hải quân của Mỹ và của khối NATO cũng đã tiến tới khu vực của Estonia Latvia và uh, Estonia uh, và Lithuania là ở vùng vịnh Baltic cũng như là đã tiến vào v... biển Hắc Hải Thì thưa với quý vị có những người hỏi tôi rằng là anh Hùng nghĩ như thế nào có cuộc chiến ngay hay không Và có bao giờ có cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hay không Tôi cũng đã trả lời rất là nhiều lần Ý định của Nga rất rõ ràng Nga không muốn Ukraine gia nhập vào NATO Nga chỉ muốn dạy cho Ukraine một bài học đó là một quốc gia nhỏ sống cạnh một quốc gia lớn đã từng lệ thuộc vào nga thì hãy nên biết sống chung hòa bình đó là hãy trung lập phải trung lập nga sẵn sàng kiên nhẫn nới sự kiên nhẫn của nga trong một thời gian nào đó để mà dùng những phương thức ngoại giao đàm phán để đạt được mục tiêu này nhưng nếu Ukraine và NATO cũng như nước Mỹ cho rằng là họ có sức mạnh, muốn làm gì thì làm, có thể vượt qua được sức mạnh của Nga, thì Ukraine sẽ lãnh nhận một hậu quả, đó là Nga sẽ đem quân nhanh chóng tới Kiev và thành lập một chính phủ thân Nga. Đó là nhận định của tôi. Chuyện này có thể xảy ra khi mà nga nhận định nước mỹ gặp những sự khó khăn như là vấn đề của triều tiên lúc đó có một cái gì đó bắn một phi đạn tới guam hoặc là sự khó khăn mà, nga, mà mỹ đụng độ với cái gì đó của trung quốc ở tại biển hoa đông hoặc là biển đông nga sẽ đợi một giây phút nào đó mỹ bị trói tay trói chân nhiều mặt thì Nga nhanh chóng tiến hành để thành lập một chính phủ thân Nga ở tại Kiev. Việc đó Nga có thể làm qua một việc đưa quân đội vào Kiev, nhưng cũng có thể làm một việc khác đó là dùng một số người nào đó ở tại ngay Kiev làm cuộc đảo tránh. Tôi cũng đã nói rất nhiều lần, tài nguyên của nước Nga rất phong phú, đất đai của nước Nga rộng lớn vô cùng từ phía đông cứ trải dài qua Siberia tức là Tây Bá Lợi Á hồi xưa tiếng Việt Nam gọi là Tây Bá Lợi Á tức là Siberia tôi quý vị trải dài ra tới phía đông động tới cả Thái Bình Dương Đại Tây Dương thì Nga đâu có cần một mảnh đất của Ukraine tài nguyên của Nga rất là phong phú Nga không cần mảnh đất của Ukraine nhưng Nga không muốn những người Ukraine cứ khiêu khích kiếm chuyện, rồi đòi trả thù ân oán của lịch sử, rồi muốn là gia nhập vô NATO để trở thành một mũi dùi xung kích đối với Nga. Nga không muốn chuyện đó. Bởi vậy, cuộc họp ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào thứ hai Tết ngày mùng 1 đó, là đã có những sự cãi vã căng thẳng ở trong đại hội đồng rồi sang thứ ngày thứ ba xin lỗi ngày thứ hai là ngày ngày ba mươi ngày ba mươi chín tết đó. rồi sang tới ngày thứ ba là ngày mùng một tết thì cũng căng thẳng như vậy cuộc họp qua điện thoại giữa ngoại trưởng mỹ ông anthony blinken và ông sergei lavrov cũng chả có mang lại kết quả gì hơn, thật đáng buồn. Và nga cũng lấy lý do là ngoại trưởng của anh đã bay qua ukraine để giám định tình hình, thì đó là một hành động khiêu khích, không phải là một hành động là bước qua làn ranh đỏ, nhưng là một hành động khiêu khích. thì không có thực tâm để nói chuyện giải quyết trong hòa bình mà chỉ là muốn áp lực lên trên Nga và Nga dùng một danh từ đó là khối NATO xâm lăng invade chứ họ dùng cái chữ là invade xâm lăng Ukraine bằng cách từ từ nuốt trứng Ukraine vào trong khuôn khổ của NATO họ dùng cái chữ xâm lăng như vậy thưa quý vị nghĩa là làm cho người dân Ukraine ngã hẳn về 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 NATO. Tâm tư của người dân Ukraine là là thù hận đối với nước Nga. Thì nước Nga cho rằng đó là một sự xâm lấn rất nguy hiểm đến an ninh quốc gia của Nga. Thưa quý vị, ngày mùng 2 Tết, ngày 2 tháng 2, tôi xin gửi đến quý khán thính giả thông tin liên quan đến Ukraine và tôi có góc nhìn về vấn đề đó tôi nói lại đó là góc nhìn của tôi chưa có chiến tranh đâu nhưng nga sẽ đợi một cơ hội nào đó để làm áp lực nước ukraine không được tham gia khối nato và phải học cách sống cạnh nước nga với một cương quốc thì ukraine là một nhược quốc cần phải biết sống hòa bình Nga chưa có chiến tranh nhưng mà có thể đưa quân nhanh chóng để thành lập một chính phủ thân Nga hoặc có một cuộc đảo tranh. Nga không cần chiếm và giữ lấy đất Ukraine. Bởi vậy bây giờ các cuộc đấu khẩu xảy ra chỉ là tìm ra một giải pháp trước khi Nga có hành động mà thôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.